Vâng, quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi đến với tiểu mục chuyện tối nay. Và câu chuyện tối nay thì sẽ nói về một vấn đề rất nhỏ nhưng rất quan trọng cho mỗi gia đình, đó là câu chuyện ăn uống của những đứa trẻ. Tôi thì có một cậu con trai mới chỉ được gần 1 tuổi thôi. Và đây là tuổi thì bắt đầu cả hai vợ chồng thấy vất vả hơn rất nhiều với rất nhiều những sự thay đổi của cái sinh hoạt của con. Và quan trọng nữa là cháu đang tuổi ăn dặm. Và mỗi khi đi làm về thì nào thấy là bà ngoại, thấy bác giúp việc, thấy vợ đang phải loay hoay vật lộn với con, phải nhiều lần phải đi lòng vòng quanh nhà thì mới có thể cho cháu ăn được. Và tôi thấy rằng là đúng là cho con ăn là một cái việc rất là cuộc chiến của các gia đình, đúng không ạ? Có nhiều gia đình thì cho rằng là đây là một cái cực hình. Tôi thì cũng đã trải qua giai đoạn nuôi con nhỏ và rất đồng cảm với anh. Và cá nhân tôi thì gia đình tôi cũng vậy. Trong giai đoạn đầu thì hai vợ chồng và gia đình nhà chồng nữa có rất nhiều cái mâu thuẫn trong việc mà cho con cái ăn. Và lúc này thì bố tôi, mẹ tôi, chồng tôi phải dùng rất nhiều những cái biện pháp để cho con ăn. Ví dụ như là cho con dùng iPad, iPhone, dùng điện thoại, dùng tất cả các loại đồ chơi để cho con ăn. Và tôi thấy thực sự là vất vả. Cảnh tượng mà các ông bố bà mẹ phải nhảy múa xung quanh để cho con ăn rồi cho con xem tivi, xem điện tử, xem iPad, có lẽ là gia đình nào cũng có. Và tôi tin là bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng hiểu rằng đây là một việc không nên làm, tuy nhiên họ vẫn phải làm. Dù vậy thì thông tin mà tôi cung cấp sau đây có thể sẽ có thêm một động lực giúp họ có thể sẽ thay đổi cái thói quen mà họ biết là xấu này. Đó là các nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là khi trẻ vừa ăn vừa xem các thiết bị điện tử thì bố mẹ có cảm giác rằng trẻ ăn nhanh hơn và ăn nhiều hơn. Nhưng thực tế thì lúc này trẻ đang ăn một cách vô thức và vô cảm. Tức là trẻ ăn mà não bộ không hề làm việc, não hoàn toàn trì hoãn việc phân tích và nhận biết các kỹ năng ăn uống cũng như là mùi vị của thức ăn, cũng nghĩa là chúng ăn mà chúng chẳng biết là chúng ăn cái gì cả. Vâng, điều này thì tôi nghĩ là không quá khó kiểm chứng, và các bậc phụ huynh thì có thể để ý là khi bé vừa ăn vừa xem điện tử hoặc là vừa chơi game thì hầu như là các bé ít nhai mà chỉ nuốt thôi. Và tôi nghĩ rằng là các bé thậm chí chẳng biết là mình đang ăn gì. Nhưng mà như con tôi chẳng hạn thì rất khó để thay đổi cái thói quen này. Thậm chí là bạn ấy còn ăn chỉ ăn lúc mà bạn ấy ngủ thôi. Và do vậy là rất là vất vả. Và thưa quý vị khách ngày hôm nay mà chúng tôi chương trình Trẻ Buổi Tối, chúng tôi tin rằng sẽ giúp cho anh Phước cũng như là rất nhiều khán giả có thể giải quyết được vấn đề này. Và trước khi gặp chị thì tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với một cuốn sách mà tôi nghĩ rằng chỉ nhắc đến tên thôi là nhiều người đã thấy quen rồi, đó là cuốn Ăn Dặm Không Nước Mắt của tác giả Nguyễn Thị Ninh. Tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp với những gia đình đang phải vật lộn vì bữa ăn hàng ngày của con mình. Cuốn sách gồm 3 phần. Trong phần đầu, mẹ Xoài chia sẻ những kinh nghiệm cho con ăn dặm của các ông bố bà mẹ Nhật Bản. Phần 2 là những kiến thức cơ bản về ăn dặm kiểu Nhật. Và ở phần 3, độc giả sẽ được chia sẻ một số thực đơn tham khảo cho bé ăn dặm. Ăn dặm kiểu Nhật là một phương pháp ăn dặm tiến bộ và khoa học. Vì mục tiêu của ăn dặm kiểu Nhật là tập cho bé ăn uống hợp lý, ăn thô tốt và quan trọng là tìm được niềm vui trong ăn uống. Phương pháp này khuyến khích các mẹ dạy cho con tự lập trong việc ăn uống sớm như tự cầm đũa, niễng, tự xúc thức ăn. Từ kiến thức về văn hóa Nhật Bản của một cựu sinh viên tiếng Nhật, rồi lại được tiếp xúc với cuộc sống của người Nhật khi theo chồng sang đây học tiến sĩ, mẹ Xoài đã tổng kết và chia sẻ để người đọc hiểu rằng cho bé ăn theo nhu cầu chính là mấu chốt quan trọng của phương pháp ăn dặm này. Trong cuốn sách này, hành trình ăn dặm của mẹ Xoài và bé kéo dài 1 năm, từ 5 tháng tuổi đến 1 tuổi rưỡi, nhưng thực sự là một hình ảnh đẹp và đáng nhớ, bởi cả mẹ và con đều không phải rơi nước mắt. Xin giới thiệu cùng quý vị có mặt tại trường quay lúc này là tác giả Nguyễn Thị Ninh của cuốn Ăn Dặm Không Nước Mắt, hay còn có một tên gọi thân thiết là mẹ Xoài. Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Ninh đã có mặt trong chương trình Trẻ Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi thì đã đọc cuốn sách này của chị rất là kỹ và đọc rất nhiều lần. Không biết là để viết cuốn sách như thế này thì chị mất bao lâu thời gian, và chị viết bằng những kinh nghiệm của mình hay là tập hợp cả những kinh nghiệm của các mẹ khác nữa ạ? Cuốn sách này thì mình cũng xin chia sẻ là mình viết và hoàn thiện trong vòng khoảng 1 năm. Thì bắt đầu kể từ những cái bức ảnh đầu tiên cũng như là những cái món ăn đầu tiên mà mình viết cho đến lúc mà hoàn thiện bản thảo cũng như là lúc mà bắt đầu chính thức có cái thông báo là xuất bản. Thì nó sẽ vào khoảng 1 năm.
và những cái thông tin, những cái món ăn ở trong cuốn sách này thì thứ nhất là mình cũng học hỏi từ những cái cuốn sách khác của người Nhật viết cho về ăn dặm kiểu Nhật, cũng như là học hỏi từ những người xung quanh, những ông bố ba mẹ Nhật mà mình biết, cũng như là học hỏi từ rất là nhiều những cái bác sĩ dinh dưỡng mà mình quen. Đồng thời là mình cũng căn cứ vào những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân trong cái quá trình mà cho con ăn dặm để mình hoàn thiện cái cuốn sách này. Dạ, người ta thì nói là trẻ con thì như một cái cây non và cần chúng ta phải uốn. Tuy nhiên thì để uốn được những cái cây non đấy thì lại không hề dễ, đúng không ạ? Vậy thì chị đã bắt đầu cái hành trình của mình như thế nào? Có nhiều khó khăn không ạ? Như bạn nói thì cái việc uốn nắn trẻ con là một cái việc mà rất là khó, và mình cũng đồng ý với cái suy nghĩ này. Tuy nhiên thì mình cũng có một cái suy nghĩ khác, tức là việc cái uốn nắn cho trẻ con nó vừa dễ vừa khó. Nó khó ở cái chỗ là nó rất là cần cái sự kiên nhẫn của cha mẹ, và cái dễ nữa là khi mà mình đã mà uốn nắn cũng như là cho tạo được những cái rèn được những cái thói quen tốt cho con thì những cái thói quen đó nó sẽ đi theo con suốt những cái thời gian về sau. Đấy, nó cũng là một cái mà rất là nó tạo cũng thành cái thói quen cho con cái mình, đúng không ạ? Chúng tôi thì thấy rằng là gần như cái thời gian gần đây trong gia đình nào cũng vậy, cái việc mà khi ăn cho trẻ ăn mà bố mẹ ông bà anh chị mà người thân đút cho các bạn ăn thì gần như là đều sử dụng các cái thiết bị, không điện thoại thì cũng đồ chơi để cho các bạn ấy ăn, để cho các bạn ấy, mình hình như là các bạn không nhai đâu mà chỉ nuốt thôi thì phải. Không biết là chị thì suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Cái này, việc viết cuốn sách này thì cũng một phần xuất phát từ những cái quan sát của mình trong cái thời gian mà mình tiếp xúc với những cái ông bố ba mẹ cũng như là những cái gia đình mà cho có con trong độ tuổi ăn dặm, thì mình thấy là tất cả những cái người xung quanh mình, kể cả gia đình cũng như là hàng xóm, bạn bè, thì đúng như là bạn nói là trong đến cứ đến giờ bữa ăn thì bày ra rất là nhiều trò để cho con quên đi cái việc là mình đang phải ăn, và để cho con ăn một cách vô thức thì mình cảm thấy là cái việc đó mình cảm thấy là mình không đồng tình với cái cách cho con ăn như vậy. Cái mà mình hướng tới đó là cái sự mang lại cái niềm vui cho con trong bữa ăn, thì cái niềm vui đó thì thứ nhất là nó sẽ thể hiện ở cái món ăn ngon mà mình dành tâm huyết để nấu cho con, và cái thứ hai là cái không khí ở trong bữa ăn, thì mình muốn là con thực sự là cảm thấy là có hứng thú với bữa ăn, cảm thấy món ăn ngon miệng, thì lúc đó con ăn mặc dù ít thôi nhưng mà cái bữa ăn của con nó thực sự là một cái thời gian rất là vui vẻ. Khi mà con vui vẻ thì bố mẹ và những người thân trong gia đình cũng sẽ vui theo. Thì đấy là quan trọng, là con cảm nhận được những cái món mà con ăn, đúng không ạ? Vâng, chị có vừa nói tới là con ăn những cái món rất là ngon, và đọc cuốn sách của chị cũng như là xem ở trên cái Facebook của chị thì tôi thấy chị chụp lại rất nhiều những cái món ăn, và tôi tin rằng là chị phải nấu bằng tất cả tình yêu thương của mình dành cho con, và nhìn đã rất là ngon miệng rồi. Nhưng mà không biết rằng là trẻ nhỏ thì không phải lúc nào chúng cũng thích ăn, nhất là những cái đồ ăn lạ. Vậy có bao giờ chị phải ép con ăn không? Bởi vì nói thật là nếu mà nấu ra những cái thứ như thế, mất công như thế mà con không ăn thì bố mẹ chắc cũng bực mình lắm. Rất là cảm ơn cái câu hỏi của anh. Thì thực tế là mình cũng có, bây giờ con gái của mình đã 5 tuổi, và thực tế là cái thời gian ăn dặm mà trong những cái 1-2 năm đầu tiên thì mình cũng có, thực sự là cũng có trải qua những cái giai đoạn mà con mình cảm thấy chán ăn. Mặc dù là mình dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để nấu thử những cái món mới cho con ăn, nhưng mà nó vào những cái thời kỳ mà mình hay gọi là cái thời kỳ biếng ăn sinh lý, thì cái giai đoạn đấy mặc dù là món ăn mình cũng nấu như mọi khi, cũng ngon, cũng trình bày đẹp như mọi khi, thế nhưng mà con cũng không chịu ăn cho. Thì trong những cái lúc đấy thì thông thường thì bố mẹ sẽ có tâm lý rất là stress và cảm thấy rất là lo lắng, và không hiểu là con không ăn như thế này thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như là về vấn đề dinh dưỡng sau này hay không. Thì tuy nhiên thì mình cũng có chuẩn bị tâm lý từ trước, và cũng có tìm hiểu những cái thông tin qua sách cũng như là qua những cái bác sĩ dinh dưỡng mà mình có điều kiện để tiếp xúc, thì mình rất là chuẩn bị tinh thần cho những cái việc đó, và mình hoàn toàn là không có cái thời kỳ nào phải ép cho con ăn cả. Vậy thì khi mà cháu không hợp tác với mẹ trong việc ăn uống thì chị xử lý như thế nào? Cái này thì thực sự là nó có thể là nói ra thì nó là một cái việc rất là khó thực hiện, nhưng mà mình nghĩ là cái này nó là một cái việc hoàn toàn tự nhiên. Kể cả người lớn thì cũng có những cái giai đoạn mà cảm thấy chán ăn do cái người mệt mỏi chẳng hạn, thì trẻ con cũng vậy. Thì mình gọi là mình
chấp nhận những cái sống chung với những cái giai đoạn đó của con, và mình sẽ kiên nhẫn là kiên trì đối với trình bày những cái món ăn cho ngon miệng đẹp mắt, thu hút cái sự chú ý của con cho bữa ăn, để với những cái biện pháp hoặc là mình thay đổi cái cách nấu chẳng hạn, thì mình có thể kiên nhẫn và sử dụng rất là nhiều những cái mà biện pháp khác nhau để mà chờ đến cái lúc mà con có thể sẵn sàng hợp tác với mình trong cái việc ăn uống. Cảm ơn chị. Vậy thì thời lượng của chương trình của chúng tôi cũng không còn dài. Chị có thể chia sẻ một cái giải pháp ngắn nhất, đơn giản nhất giúp cho các bà mẹ có thể an tâm khi mà cho con mình ăn, một cách bớt vất vả nhất ạ? Thứ nhất thì theo mình thì thứ nhất là các ông bố bà mẹ ở đây, kể cả những người mà lần đầu tiên có con hay là có con thứ hai, thứ ba chẳng hạn, thì đầu tiên thì các bố các mẹ nên chuẩn bị sẵn về kiến thức cũng như là về tâm lý, là khi cho con ăn dặm thì có thể là có những cái giai đoạn như thế này, để mình chuẩn bị sẵn tâm lý để đến lúc mà khi mà ví dụ đến những cái giai đoạn biếng ăn của con thì mình sẽ không bị quá lo lắng và stress tâm lý. Và cái thứ hai là mình cũng với thông qua những cái việc chia sẻ những cuốn sách như thế này thì mình cũng muốn là các có thể là cung cấp được cho các bố các mẹ một cái sự tham khảo nào đó, để cho mình có cái cách chế biến những cái món ăn ngon miệng đẹp mắt, để cho các bé là có cảm giác hứng thú hơn đối với bữa ăn của mình. Và cái thứ ba nữa là mình cũng rất là mong các bố các mẹ cũng như là các ông bà ở Việt Nam thì có cái sự kiên nhẫn. Thực sự là rất là cần phải sự kiên nhẫn khi mà cho con ăn dặm. Thì cái việc này cũng rất là khó, mình biết là cũng rất là khó dưới cái áp lực về xã hội của Việt Nam, về gia đình, những người trong gia đình chẳng hạn. Thì tuy nhiên thì chắc chắn là khi mà mình kiên trì với cả một cái biện pháp, về cái phương pháp mà cho ăn dặm như thế này ấy, thì sau này nó sẽ có ảnh hưởng tốt đến những cái thói quen về ăn uống của con về sau này. Rất cảm ơn những phần chia sẻ của chị, và chúng tôi cũng nghĩ rằng với những điều mà chị chia sẻ thì chắc hẳn là các cha mẹ cũng phần nào yên tâm, và hy vọng rằng các cha mẹ thì cũng lưu ý đến cuốn sách Ăn dặm không nước mắt, đúng không ạ, để chúng ta có thêm kinh nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện từ hành trình nuôi con nhỏ của chị Ninh thì có lẽ khiến nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ. Nhìn lại việc nuôi con thì có lẽ bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn lao. Nó có thể xua đi tất cả những mệt nhọc sau một ngày chúng ta làm việc, hoặc nó cũng chính là động lực để cha mẹ có thể cố gắng làm lụng nuôi con khôn lớn. Nhưng hãy nhớ câu dục tốc bất đạt, những phương pháp khoa học phù hợp với con bạn mới có thể giúp cho bạn tự tin và giúp cho con giúp chúng ta có được một hành trình nuôi con của mình vui vẻ, bớt đi những áp lực và sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi con yêu của bạn từng ngày lớn lên. Xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Ninh với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, và thời lượng dành cho Chào Buổi Tối ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 30 phút vừa rồi. Xin kính chào tạm biệt.